Tôi nhớ hồi mới gặp mấy ổng, cỏ binh thiên ác nhất lúa cỏ cuối mùa thất thu. Có mấy anh Syngenta đưa Sofit tôi tới, tôi phượng dẹp cỏ, lúa cỏ từ trước chúng nảy mầm. Riết rồi thấy lúa cỏ là mấy ổng kêu Sofit. Có tôi, lúa mấy ổng đẹp lên liền, xuất khẩu được mấy ổng phất luôn. Giờ có khi cho tôi đi máy bay nha, khỏe ổng khỏe tôi. Mấy ổng tán dương, tôi là vua diệt cỏ, Sofit vua diệt cỏ và lúa cỏ. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, trong quá trình canh tác, ngay từ đầu vụ, bà con nông dân luôn rất quan tâm đến việc quản lý cỏ dại và lúa cỏ trên đồng ruộng, bởi đây là loại dịch hại xuất hiện phổ biến ở các mùa vụ, gây hao tốn không ít thời gian, công sức và chi phí của bà con nông dân. Thấu hiểu nỗi trăn trở của bà con, chương trình Syngenta và tôi kỳ này với chủ đề chuyên gia trừ cỏ và lúa cỏ. Công ty Syngenta Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý bà con mang đến những vụ mùa sạch cỏ và lúa cỏ. Mời bà con nông dân và quý khán giả cùng theo dõi. Theo các chuyên gia, khả năng thích ứng và tồn tại của cỏ dại và lúa cỏ luôn cao hơn cây lúa rất nhiều, dù trong điều kiện mưa lạnh, nắng nóng hay phèn mặn. Hầu hết các loài cỏ này đều có thời gian ngủ nghỉ cùng với cấu trúc đặc biệt của vỏ nên lưu tồn trong đất rất lâu. Chúng sinh sản bằng nhiều cách khác nhau với tốc độ rất nhanh, phát tán dễ dàng trên diện rộng, vì hạt thường nhỏ, nhẹ, dễ rụng nên dễ được nước, gió, côn trùng, gia súc, con người và thậm chí là nông cụ mang đi xa. Vì vậy, cỏ dại và lúa cỏ có khả năng gây thiệt hại năng suất lên đến 50% nếu không có biện pháp quản lý phù hợp kịp thời. Muốn lúa sạch bóng loại bệnh hại này, nhà nông cần phải tạo cho cây lúa khỏe ngay từ đầu vụ nhằm giúp cây lúa đủ sức chống chịu lại với dịch bệnh và điều kiện bất lợi của môi trường, giữ vững năng suất và chất lượng của hạt lúa. Để làm được điều đó, cần có sự kết hợp nhiều yếu tố. Bên cạnh việc sử dụng các biện pháp canh tác, thì việc chọn đúng các loại thuốc có tác dụng diệt trừ cỏ và lúa cỏ một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn cho sự phát triển của lúa là một điều cần thiết. Theo kinh nghiệm của bà con nông dân, sử dụng thuốc tiền nảy mầm để diệt cỏ trước khi hạt chưa mọc thành cây sẽ mang lại hiệu quả tối ưu, tiết kiệm chi phí nhất. Và Sofit 300 SC là sản phẩm luôn được bà con tin dùng. Hiện nay trên đồng ruộng xuất hiện lúa cỏ và lúa nền rất nhiều, bên cạnh đó còn có cỏ dại. Nếu không quản lý ngay từ đầu thì bà con nông dân sẽ tốn chi phí nhiều hơn. Nhiều năm qua tôi có sử dụng Sofit, chỉ có Sofit mới là về quản lý được lúa cỏ và lúa nền. Nếu ngâm ủ giống đủ mầm đủ rễ thì sử dụng Sofit rất an toàn, tôi tin dùng Sofit. Hàng vụ tôi đều xài Sofit, xịt Sofit tôi rất an tâm. Vì Sofit ngoài diệt cỏ ra, nó còn diệt luôn cả lúa cỏ và lúa nền. Thời tiết bất ổn như hiện nay thì sự lựa chọn Sofit là sự lựa chọn tốt nhất của tôi. Xịt Sofit càng sớm thì quản lý lúa cỏ càng cao. Xịt Sofit khi chúng ta ngâm ủ hạt giống, ra đủ mầm, đủ rễ là phun xịt cứ an tâm ngay từ đầu vụ. Sofit 300 EC diệt cỏ bằng cơ chế kiềm hãm sinh tổng hợp protein và tác động đa điểm lên chuỗi rất dài axit béo ở tế bào thực vật. Từ đó sẽ kiềm hãm sự phân chia tế bào cũng như sự kéo dài của rễ làm cho hạt cỏ bị chết. Sofit 300 EC mang đến hiệu quả cao, bền bỉ trong kiểm soát cỏ và lúa cỏ. Phun càng sớm, hiệu quả diệt lúa cỏ càng cao, an toàn tuyệt đối cho lúa xạ mộng. Bên cạnh đó, cách sử dụng linh hoạt, cơ chế tác dụng đa điểm giúp quản lý tính kháng ở cỏ. Thì từ trước đến nay, về việc quản lý cỏ và lúa cỏ ngay từ đầu vụ luôn là vấn đề được bà con nông dân mình quan tâm. Đặc biệt là trong tình trạng lúa cỏ quay lại gây hại mạnh trong điều kiện thời tiết bất lợi. Và song song đó thì hiện trạng thiếu nhân công lao động trong nông nghiệp. Hiểu rõ về cái nỗi lo của bà con nông dân, công ty Syngenta mang lại giải pháp đó là Sofit 300 EC, vua trừ cỏ và lúa cỏ. Cơ chế trừ cỏ của Sofit khi hạt giống mình ngâm ủ ra đủ mầm và đủ rễ thì sẽ hút được chất an toàn từ Sofit. Bên cạnh đó, hạt cỏ và lúa cỏ bị vùi trong đất chưa ra rễ kịp thì khi mọc mầm lên sẽ trúng hút và bị Sofit diệt sạch. Thời gian sử dụng của Sofit rất là linh hoạt, từ trước xạ 1 ngày đến 3 ngày sau khi xạ. Bà con mình có thể phun Sofit càng sớm thì hiệu quả càng cao, với điều kiện là hạt giống mình ngâm ra đủ mầm và đủ rễ. Liều lượng sử dụng của Sofit là 1 lít trên 1 hectare. Sofit 300 HC tự hào là sản phẩm quản lý hiệu quả cỏ dại và lúa cỏ, là đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi khi hạt giống đã được ủ ra đủ mầm, đủ rễ, từ đó góp phần mang đến cho bà con những vụ mùa ấm no, không lo cỏ dại. Trong chương trình Syngenta và tôi kỳ rồi, ngày 6 tháng 12 năm 2021 với chủ đề chuyên gia trừ cỏ và lúa cỏ, đáp án đúng của câu hỏi là đáp án D. Xin chúc mừng 3 nhà nông đã may mắn nhận được phần quà của chương trình. Danh sách 3 nông dân nhận quà trong chương trình Syngenta và tôi với chủ đề chuyên gia trừ cỏ và lúa cỏ ngày 6 tháng 12 năm 2021. Để nhận được những phần quà có giá trị từ công ty Syngenta Việt Nam, quý bà con nông dân tham gia chương trình bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp để trả lời câu hỏi sau. Để sử dụng thuốc Sofit 300 EC đạt hiệu quả cao nhất trong quản lý lúa cỏ, lúa nền thì cần chú ý các yếu tố nào? A. Ngâm ủ lúa giống ra đủ mầm đủ rễ. B. Phun càng sớm hiệu quả càng cao, trước hoặc sau xạ 1 ngày. C. Quản lý nước hiệu quả không để khô, nước chân chim sau xạ. D. Cả 3 khâu trên đều phải được thực hiện đúng. Quý bà con nông dân tham gia trả lời câu hỏi trước thứ 6 hàng tuần, 3 người trả lời chính xác nhất và nhanh nhất sẽ nhận ngay phần quà của chương trình. Kết quả sẽ được công bố vào kỳ sau. Syngenta mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống. Tôi nhớ hồi mới gặp mấy ổng, cỏ binh thiên ác nhất lúa cỏ cuối mùa thất thu. Có mấy anh Syngenta đưa Sofit tôi tới, tôi phụ dẹp cỏ, lúa cỏ từ trước chúng nảy mầm. Riết rồi thấy lúa cỏ là mấy ổng kêu Sofit. Có tôi, lúa mấy ổng đẹp lên liền, xuất khẩu được mấy ổng phất luôn. Giờ có khi cho tôi đi máy bay nha, khỏe ổng khỏe tôi. Mấy ổng tán dương, tôi là vua diệt cỏ. Sofit vua diệt cỏ và lúa cỏ.